Con chào gì? Dạ, dạ. Giới thiệu với cả nhà, đây là má của Vũ Thu Phương. Hôm nay cũng ngày đầu tiên Vũ Thu Phương đổi địa điểm mới. Bác cũng ra ngồi. Cái chương nó là mừng lắm anh đó. Dạ, mừng không bác? Mừng, mừng lắm. Mừng quá. Bên đây chỗ nó thoải mái hơn bên kia. Đúng rồi, thoải mái hơn. Lại có nhạc nữa, bàn ghế đầy đủ luôn. Đỡ ghê. Đỡ ghê. Ông bà chạy bắt độ ghê không? Dạ, độ cho Thu Phương. Thấy bán đắt như vậy mọi người lại ủng hộ. Ủng hộ là mừng lắm á. Mừng. À, mừng lắm. Bây giờ nó không có bao nhiêu nhưng mà có khách là đông là mừng à. Dạ. Rồi ngày mai bác có ra nữa không? Hôm nay đó, bác ra đó, suốt luôn. Ngày nào cũng bác cũng ra đây phụ. À, ngày nào có ngồi chơi chứ không có phụ gì hết. Nó có cho phụ đâu mà phụ. Dạ. Mai chắc Thu Phương làm thêm chảo dầu nữa. Không có, cái hai cái thôi. Hai cái thôi hả? Nhiều loại nhiều à. Dạ. Tại hồi nãy nghe Thu Phương nói cũng mai làm thêm chảo dầu nữa. Chiên không kịp, khách lại hôm nay bác thấy rồi đó. Khách lại bỏ đi luôn á. Bây giờ thêm nữa là sao kịp. Không có người đứng chiên. Không có người đứng chiên mới được. Mừng ghê ha bác ha. Hôm nay khách đông tấp nập là chiên không kịp. Mừng luôn á. Thôi là nhà mà, thôi là mặt mày cũng đỡ ha. Dạ. Bác có muốn gửi lời gì đấy với những người mà ủng hộ cho Vũ Thu Phương? Bác kêu gọi mọi người ủng hộ Vũ Thu Phương. Kêu gọi khán giả. Dạ, kêu gọi khán giả. Ủng hộ Thu Phương. Dạ. Dạ, nó có là động lực đó. Dạ, nó có động lực. Vũ Thu Phương dễ thương mà, dễ hài hước mà. Dạ, rất là dễ thương. Dạ. Tội nghiệp lắm. Tội nghiệp sao bác? Trái con mà. Cây con cái trái thôi hả? Kệ đi. Em thấy con mình thì mình mừng chứ. Thành công ha bác ha. Cũng rồi, tương đối thành công. Vậy là quá mừng rồi đó. Dạ. Tự lập. Tự lập hả bác? Hay ghê. Hay ghê hả? Bác còn nghe hay nữa. Bác còn nghe hay giỏi, nữa giỏi, thì giỏi chứ. Cái là thật sự là giỏi á. Hồi hồi nhỏ có giỏi gì không bác? Hay là hồi mới nhỏ, giỏi đây? Hồi nhỏ được. Hồi nhỏ giỏi lắm. Làm gì cũng làm. Ai kêu gì làm đó. Dễ thương vậy ta. Tội nghiệp. Được lắm. Ngoan lắm. Ngoan mà hiền. Mà lại có Thảo nữa. Lâu lâu rồi có gửi tiền cho hai bác lấy Thảo gì không? Hay là sao không? Hay là có đưa tiền cho bác xài gì không? Con hả? Có. Nó cho túi. Nó bỏ túi ha. Cho hai. Wow. Ngon ha. Chạy đi. Nhưng mình giữ cho con mình. Dạ. Ví dụ mà nó cho nữa thôi. Mẹ có rồi. Mẹ lấy nữa đâu. Dạ. Tại nó mới cho mà. Tao nói. Tội nghiệp lắm, dễ thương lắm. Bác có xúc động không? Hôm nay thấy khách đông quá. Trong tinh thần mình thấy xúc động hay là mình cảm thấy vui vẻ gì không? Xúc động chứ, họ đều không dám. Nó thấy mẹ nó khóc rồi nó không chịu. Mình phải né lại. Dạ. Hôm nay cũng muốn khóc hay sao? Dạ. Hôm nay bác cũng muốn khóc hay sao? Không thấy có, mắt à? Có. Tại vì mình né lại cho con mình nó vui. Dạ. Mình cũng vui nữa. Thấy nó tội nghiệp dễ thương. Dạ. Vậy là quá mừng rồi. Quá mừng rồi. Đổi địa điểm mới vậy là quá mừng rồi. Chứ không phải đơn giản đâu. Tại đi ăn bà chạy bật độ là mừng lắm rồi đó. Có bàn có ghế đầy đủ luôn. Dạ. Xanh rộng ở bên kia nhiều lắm. Dạ. Cũng nhờ phước của bác. Đúng rồi. Ai cũng nói. Dạ. Ai cũng nói nhờ phước của bác. Dạ. Chạy đi. Mình thì không có lên mặt con lanh lắm. Lanh quá giờ lanh luôn. Dạ. Không lanh lắm. Lanh mà dễ thương mà hả? Chứ đâu phải là... Nó dễ thương. Dạ, lanh thì chưa? Lanh hiền. À, lanh hiền á. Không có gì á. Dạ, đúng rồi. Dễ thương lắm á. Cân lắm. Cân. Hôm nay thấy mấy bạn Vũ Thu Phương cũng như mấy hóc gơ, hóc môi rồi lại ủng hộ quá trời. Ngồi tràn ra đường luôn. Tặng bông luôn bác. Dạ. Mình mới sống thôi, còn cái vấn đề mà đi thiêu hậu á hả? Đi show. À, đi show. Bây giờ đi show là đi cho vui vẻ. Dạ. Chứ còn cái bản chắc là chính là có dân chiên. Là buôn bán. Buôn bán, tại vì từ nhỏ tới lớn mình nhờ cái dân chiên. Đó. Dạ. Mình mới được ngày hôm nay.
dạ. dù cỡ nào cỡ cũng không là không là không là không à. Dạ. Thấy anh Việt Đức dễ thương lắm. Tụi con cũng hay đưa tin Vũ Thu Phương lắm. Dạ, con tụi con mến Vũ Thu Phương lắm. À, như bán YouTube á. Dạ. Bà hỏi thôi giờ là em nổi tiếng rồi đây em sang mẹ nó chắc chịu đi. Em có đứa sàn không? Bao giờ có? Không là không. Nó được rồi chưa đó. Dạ. Đỡ. Có nhiều ăn nhiều. Tại vì nhỏ lớn thì nhờ cái ăn nhiều. Còn vấn đề kia vấn đề phụ. Dạ. Vui thôi. Nó thì nó ham vui. Dạ. Vui. Vui. Ham vui. Nhưng mà nó đi show thì chán bán cho mặt mình, dạ. Con mình. Dạ. Nghe kể đi chứ sao về. Dạ. Nếu mà bác có gửi muốn gửi tới Vũ Thu Phương thì bác muốn gửi cái lời gì cho Vũ Thu Phương? À, gửi lời nè, chúc cho nó mình giỏi nè. Dạ. Làm ăn có tài, có lòng là mừng rồi, không cần gì hơn. À. Con được lắm. Con muốn Vũ Thu Phương lấy chồng không bác? Lấy chồng. Thấy chưa, vậy là lương rồi đó. Chào chi, được rồi. Tại đi nhiêu hay nhiêu. Dạ. Để em cũng thấy đúng thiệt. Bác có muốn Vũ Thu Phương làm bóng lộ không? Là có nghĩa chuyển giới á. Thôi luôn mà. Để gì là hay hơn. Để gì là dễ thương phải không? Hay hơn. Dạ. Chuyển giới phải lắm. Dạ. Thầy còn bác mà. Giang tài trợ cho Vũ Thu Phương chuyển giới luôn. Không có được, tại vì mẹ trước nó bèo quá. Bác không chịu hay là Vũ Thu Phương không chịu? Bác không chịu. Bác không chịu hả? Mơ cái là nó ngoan. Nó không có gì hết. Tự lên tâm mình á, làm ra thôi. Làm ra có đồng tiền thôi. Dạ. Thấy Vũ Thu Phương không dám khóc hả ba? Tại vì anh khóc mình né trong lòng. Dạ. Mình gặp con mình cười thôi. Dạ. Khóc với giờ mình nói tội nghiệp. Hôm nay con thấy Vũ Thu Phương bán mà con thấy đắt vậy á, con mừng cho Vũ Thu Phương luôn. Rồi thôi con cũng cảm ơn bác, cũng chúc cho bác với Vũ Thu Phương ngày càng có sức khỏe nè, Vũ Thu Phương bán ngày càng đắt để mọi người càng ủng hộ. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi cũng gửi nhân đây gửi lời cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chứ thấy chụp mình con mình mừng chứ mừng. Dạ. Mừng mà đều cái là cái khóc nén trong lòng. Dạ. Cũng muốn khóc mà nén chân lòng. Mình gặp lắm mình cười thôi. Dạ. Chứ còn không có dám khóc. Bác ở đây cười là Vũ Thu Phương vui rồi. Còn không có dám khóc. Mình dạ vậy thôi con cảm ơn bác ha. Chúc bao nhiêu sức khỏe, chúc Vũ Thu Phương ngày càng bán đắt. Cảm ơn nhiều lắm. Bye bye.